Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau ở đây để khám phá về một thương hiệu đồng hồ rất nổi tiếng ở châu Âu. Đó chính là đồng hồ Dosa đến từ Thụy Sĩ. Khi mà nhắc đến cái thương hiệu đồng hồ Dosa thì người ta hay đề cập về các dòng Dosa Sub hay Dosa Pilot, bởi vì hai dòng đồng hồ này đã tạo nên tên tuổi cho Dosa hùng mạnh như ngày nay. Và khi Dosa gia nhập thị trường châu Á thì họ phát triển thêm những cái dòng riêng dành cho người châu Á. Đặc biệt trong số đó, chúng ta phải kể đến Dosa Kim Cương. Và ở đây, hiện tại trên tay Thắng đang là một mẫu đồng hồ kim cương rất thời thượng và đẳng cấp. Chiếc đồng hồ này có mã số là D173TCM và mức giá bán hiện tại là 39.360.000 đồng. Ok, trước khi bước vào nội dung review chi tiết mẫu đồng hồ này, anh em đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông để nhận được thông báo từ những video mới nhất của chúng mình nha. Đầu tiên, chúng ta sẽ nhìn tổng thể bên ngoài một xíu nha. Chắc chắn là khi nhìn vào thì sẽ lọt vào mắt của anh em, đó là 8 viên kim cương tại 8 vị trí chỉ giờ, lần lượt là 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Còn lại là vị trí 3 giờ, đó là ô cửa sổ lịch ngày. Vị trí 11 giờ và 1 giờ là vạch số bằng kim loại. Riêng tại vị trí 12 giờ là cửa sổ lịch ngày, rất là nổi bật. Những viên kim cương này được chế tác khá là sắc sảo và toàn bộ là kim cương tự nhiên AIA. Cấu trúc của kim cương loại này không có tạp chất boron hoặc là nitơ nên nó rất sáng và rất sang trọng. Cùng với đó thì ở vị trí 6 giờ, anh em có thể thấy cái dòng chữ Edgenew Diamond xuất hiện ở trên mặt số. Đây giống như là một lời khẳng định cho giá trị kim cương của nhà Dosa vậy. Với em nào mà chưa biết thì Genew Diamond là một loại kim cương tự nhiên, nghĩa là những viên kim cương ấy được khai thác 100% ngoài tự nhiên, nên là anh em có thể hoàn toàn yên tâm với chất lượng và giá trị thực sự của em nó rồi nhá. Nên mặt số của đồng hồ cũng khá thu hút với họa tiết Flanche Guilloche. Đó là những vân sóng uốn lượn độc đáo xuất phát từ trung tâm, tạo nên chiều sâu khiến người ta liên tưởng đến một cơn lốc xoáy khi mà nhìn vào. Thật sự thì đây giống như là một thủ thuật thôi miên của Dosa vậy, khiến cho ai nhìn vào cũng phải đắm chìm trong cái vẻ đẹp của em nó. Về phần kim đồng hồ được thiết kế theo kiểu pencil, là hình dạng bút chì được chuốt nhọn ở đầu, mang phong cách hiện đại trẻ trung và được phủ một lớp phản quang giúp cho anh em có thể xem giờ trong các điều kiện thiếu sáng. Phải nói là những chi tiết tích hợp các tính năng với thiết kế trên mặt số của Dosa thật sự quá hoàn thiện và vừa vặn, không có một sự sai lệch nào ở đây. Tiếp theo, chúng ta sẽ nói về khung vỏ và dây đeo đồng hồ. Đối với phần niềng sẽ được hoàn thiện bằng chất liệu thép không gỉ, bền bỉ, mạ bạc bên trong sáng bóng, còn bên ngoài được mạ vàng nổi bật, tạo sự trẻ trung, tinh tế. Phần núm vặn của đồng hồ mạ vàng tươi tắn với thiết kế đường sắc sảo, dễ dàng điều chỉnh thời gian ngay cả khi đeo trên tay. Dây đeo của em đồng hồ này chắc chắn được làm từ thép không gỉ, chịu được nhiều tác động ngoại lực của bên ngoài cùng điều kiện nhiệt độ, môi trường khắc nghiệt khác nhau. Nên là anh em cũng hoàn toàn yên tâm về cái chất liệu mà Dosa sử dụng nhá. Với cái thiết kế demi bằng cách mạ vàng PVD xen kẽ cho phần dây đeo tạp sự thanh lịch và đẳng cấp cho anh em nào mà đam mê phong cách dây đeo này. Ưu điểm của thiết kế này đó là anh em có thể kết hợp được đa dạng phong cách và toát lên được sự sang trọng và đẳng cấp. Còn về phần kích thước thì chiếc đồng hồ này sở hữu kích thước đường kính mặt số là 40mm và bề dày mặt số hơn 11mm. Với kích thước này thì anh em có cổ tay từ 15cm trở lên là đeo ok rồi. Đây cũng là một kích thước khá là chuẩn cho cổ tay của đàn ông châu Á. Và tiếp theo, chúng ta sẽ nói về phần quan trọng nhất của đồng hồ. Đồng hồ này được hoạt động dựa trên bộ máy Sellita SW240 Automatic chuẩn Thụy Sĩ, đã trải qua các quy trình kiểm tra chất lượng rất khắt khe nhằm đảm bảo độ chính xác và hoạt động bền bỉ, làm nên các trải nghiệm hoàn hảo cho người dùng. Anh em có thể chiêm ngưỡng nó qua mặt sau của chiếc đồng hồ để thấy được độ hoàn thiện cũng như là mức độ phức tạp của em nó. Được trang bị đến 26 chân kính và tần số dao động là 28.800 VPH, giúp cho anh em cảm nhận được độ mượt mà của bộ kim cùng với bộ máy hoạt động bên trong. Tuy nhiên, điều khiến cho nhiều anh em sẽ thấy tiếc đó là thời gian chữ cót nó chỉ có 38 giờ thôi, khá là ít đối với các dòng đồng hồ Thụy Sĩ hiện nay. Về tính năng, Dosa D173TCM được trang bị bộ đôi lịch ngày lịch thứ cùng khả năng chống nước 10 ATM, có thể sử dụng ngay cả khi bơi lội. Anh em nào mà yêu thích thể thao thì cũng không cần ngần ngại về vấn đề chống nước của em nó đâu nha. Đánh giá tổng quan về chiếc đồng hồ này, theo Thắng thấy, có thể nói chiếc đồng hồ này là một biểu tượng của sự hiện đại và đẳng cấp, với thiết kế độc đáo có 8 viên kim cương, họa tiết Flanche Guilloche và chất liệu bền bỉ.
Em nó còn được tích hợp lịch ngày, lịch thứ và chống nước 10 ATM. Bộ máy SW240 automatic của Thụy Sĩ. Đây là một em đồng hồ khá là đáng để anh em sở hữu đấy. Và anh em muốn biết thêm chi tiết về chiếc đồng hồ này thì Thắng có để link bên dưới phần mô tả và comment nha. Và nếu như anh em muốn Thắng review thêm về một mẫu đồng hồ nào nữa thì có thể để lại comment ở bên dưới. Bây giờ thì xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau.